Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với trường quay của bản tin Tết Tân Sửu của kênh VTC9 vào ngày mùng 6 Tết. Năm 2020 vừa qua, có thể nói từ khóa được nhắc đến nhiều nhất không chỉ trên thế giới mà cả Việt Nam, đó chính là Covid-19. Và dịch Covid-19 cũng đã tác động đến mọi mặt của đời sống của nền kinh tế. Những biện pháp về phòng dịch, ví dụ như là chúng ta phải giãn cách xã hội, đeo khẩu trang hoặc là rửa tay, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân. Và điều này chắc chắn là quý vị và các bạn nhận ra rõ ràng hơn ai hết. Bởi vì trong dịp Tết vừa qua thì chắc chắn là chúng ta cũng đã hạn chế rất nhiều những cái hoạt động ở ngoài trời, hạn chế mua chấm, hạn chế đi chơi và cũng không còn cảnh tấp nập đông đúc như những ngày lễ hội của các Tết cũ nữa bởi vì chúng ta phải giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc nơi đông người đúng không ạ à? còn riêng đối với vấn đề mua sắm thì do đại dịch covid 19 nhiều người mang cái tâm lý là lo xa và cần phải tích trữ hàng hóa cho nên là cái hành vi mua sắm của chúng ta cũng đã dần thay đổi theo à, và chúng ta hướng tới cái việc là phải mua sắm tích trữ hàng hóa như là thời bao cấp vậy rất là nhiều khó khăn và một bộ phận người dân thích ứng rất nhanh giữa thời kỳ công nghệ này dẫn đến là năm 2020 vừa qua chúng ta đã có một năm mà các cái giao dịch thương mại điện tử rất phát triển và nhân ngày mùng 6 Tết cùng nhìn lại một năm vừa qua đối với những cái thói quen tiêu dùng thì ngày hôm nay trong trường quay sẽ được giới thiệu một gương mặt rất là quen thuộc đó là tiến sĩ Đinh Thị Mỹ Loan chủ tịch danh dự của hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam trọng tài viên của trung tâm trọng tài quốc tế sẽ cùng với tôi có một cái cuộc mạng đàm đối với thói quen tiêu dùng mới vì đại dịch covid 19 à, xin được cảm ơn bà Mỹ Loan đã đến với trường quay ngày hôm nay của chúng tôi năm vừa rồi thì mấy ngày vừa rồi thì Tết của nhà mình có vui không ạ? À, dạ vâng rất là vui rất là đầm ấm và mặc dù những cái hạn chế như là chúng ta đã biết do những cái chúng ta phải phòng chống cái đại dịch covid 19 chín cho nên là chúng ta cũng bị hạn chế cái việc chúng ta xung họp thế nhưng mà không vì thế mà chúng ta không có một cái tết rất là vui tươi rất là đầm ấm xung quanh những người thân và gia đặc biệt là với gia đình Đúng rồi, dạ. chúng ta có thể thấy là Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta ừ. đối với những cái hành vi cũng như là những nhận thức của mình. Dạ. À, tuy nhiên là đối với cái thói quen chi tiêu mà chúng ta cũng đã đề cập đến ở phần đầu của cái talk ngày hôm nay, ừ. đó là nó cũng đã thay đổi và thay đổi khi mà dịch Covid-19 đến, thói quen tiêu dùng cũng đã thay đổi và cụ thể nó thay đổi như thế nào ạ? chúng ta đã có cái thay sự thay đổi cái thói quen tiêu dùng rất là rõ rệt và có thể nói là những cái bước thay đổi rất là lớn rất là cơ bản cái điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thấy là cái sự thay đổi về việc bảo vệ uh, sức khỏe và phòng chống những cái tác hại những cái hệ lụy của dịch, đại dịch covid 19 uh, cụ thể đó là vấn đề mua sắm thì thay vì trước đây ấy, là chúng ta rất là thích có những cái trải nghiệm về mua sắm thì chúng ta có thể đến hệ thống các cái siêu thị uh, hệ thống đại siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng chuyên doanh, các trung tâm mua sắm, thì bây giờ chúng ta bị một cái hạn chế đó là cái sự hạn chế về việc là không được tụ tập đông người, chúng ta cũng hạn chế không đến đông quá ở một cái địa điểm nào đó và thay vào đó thì là sẽ có cái phương thức mua sắm là chúng ta hay nói dùng là mua sắm trực tuyến, mua sắm online. Cái ý thứ hai đó là cái việc thay đổi cái thói quen mua sắm của chúng ta đó là không chỉ là về cái phương thức cách mua sắm mà còn cả là về những cái nhóm mặt hàng, mặt hàng nào chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ có cái xu hướng là chú ý hơn, cẩn trọng hơn và tìm đến những cái sản phẩm nào tốt cho sức khỏe, tốt cho gia đình. Có cái xu hướng tiêu dùng như vậy là bảo đảm được sức khỏe, sự an toàn của gia đình trong cái lúc chúng ta phòng chống dịch. Nhưng mà đồng thời vẫn là chọn lựa một cái lối sống rất là lành mạnh và hiện đại đó là cái sự phát triển của thương mại điện tử của mua sắm online. Chúng ta thấy là ngày xưa thì chúng ta có cái thói quen là đi chợ Tết giống như ở đen có hát trong cái bài đi về nhà đó à về ăn cơm mẹ mặc mà mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba đi chợ mua cây đào cây mai về bày năm nay thì là không có đưa ba đi chợ được nữa cũng không có đi chợ với mẹ được nữa mà ừ. mình phải có những hình thức khác đó là mai cũng mua được online đào cũng mua được online nhưng mà mua bó online cũng tiềm ẩn chắc chắn là nhiều những cái rủi ro đúng không ạ với kinh nghiệm của bà là một người đứng đầu nhiều năm của cục quản lý cạnh tranh thuộc bộ công thương thì bà có cảnh báo gì đối với quý vị khán giả? trong chúng ta tôi nghĩ là tất cả mọi người đều đã thử nghiệm cái mua sắm online nhưng mà cái mặt trái của nó thì cũng đã cũng vẫn được đề cập cũng khá nhiều đó là chúng ta cũng thấy là còn có một số những cái trường hợp uh, do là không được cái kiểm không được kiểm soát hay là các doanh nghiệp hay là các cái nhà bán lẻ hay là những cái người mà kinh doanh trên môi trường online đó thì thực sự là cũng còn gây rất là nhiều cái tiếng xấu gần đây thì cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng chúng ta chú ý là cục bây giờ có thêm cái mảng cái tên rất rõ mặc dù trước đây vẫn làm nhưng bây giờ là có cái tên đầy đủ danh chính là cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thì cục đã có rất nhiều cái hoạt động rất là tốt để hỗ trợ cho người tiêu dùng trong những trường hợp mà người tiêu dùng chúng ta gặp phải những cái trường hợp như vậy thì cái đương nhiên cái đầu tiên là chúng ta phải chủ động để trao đổi để được gọi là khiếu nại trực tiếp thương lượng trực tiếp với cái người mà bán hàng cho chúng ta đó. Thế nhưng mà trong trường hợp mà gặp trục trặc hoặc đấy thì chúng ta có thể phản ảnh về uh, trước tiên là có thể các bạn có thể phản ảnh về uh, hội bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam uh, cũng như là các hội bảo vệ người tiêu dùng uh, địa phương của các cấp các sở công thương đều có cái bộ phận phụ trách cái công tác bảo vệ tiêu dùng. Các bạn có thể phản ánh thẳng trực tiếp qua đường dây nóng về cục cạnh tranh và bảo vệ tiêu dùng. Và uh, có một địa chỉ nữa là đó là nếu mà các bạn thấy là những cái nơi bán hàng đó là thành viên của hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, các bạn có thể gửi về cho chúng tôi cho hiệp hội, hiệp hội sẽ xem xét sẽ xử lý và hỗ trợ giúp đỡ các bạn để giải quyết những cái uh, giải quyết những cái vấn đề mà còn chưa tốt của bán hàng trực tuyến là một người một chuyên gia kinh tế nghiên cứu về hành vi mua bán và đặc biệt là người đứng đầu của hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam. Vậy thì bà có thể chia sẻ một chút về những cái dự báo của bà về những cái xu hướng tiêu dùng mới trong năm 2021 được không ạ? cái việc đầu tiên đó, đó là chúng ta sẽ thấy rằng là cái sức mạnh và cái lan truyền của cái việc mua sắm trực tuyến. Tôi không nghĩ rằng là nhờ có đại dịch mà mua sắm trực tuyến mới phát triển. Thực ra không cần có đại dịch thì bản thân cái xu hướng thương mại điện tử và trong đó có mảng mua sắm trực tuyến. Tôi muốn nói là ở đây mua sắm trực tuyến không chỉ có các cái không chỉ có các sản phẩm hàng hóa mà là còn các cái sản phẩm về dịch vụ. Cái xu hướng mua thương mại điện tử này thì là cái xu hướng không thể đóng

chúng ta kể cả ở việt nam chúng ta cái điều đó thì đòi hỏi uh, tất cả mọi người là đều phải có những cái sáng tạo và có những cái hiểu biết trước hết là hiểu biết về các cái công nghệ mà cần thiết cho một cái cuộc thay đổi uh, mua sắm trực tuyến và thứ hai là chúng ta cũng phải có cái hiểu biết về công nghệ uh, thứ hai là cái xu hướng tiêu dùng sẽ rất là nổi bật đó là chắc chắn là người tiêu dùng sẽ phải uh, có một cái lựa chọn và sẽ không tiêu dùng sẽ phải có một cái ý là uh, dường như là nói vào cái dịp tết thì nó không uh, nó không 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 uh, nó không hợp lắm đó là tiết kiệm không sao năm nay năm nay chắc <laughs> chắn một cái tết tiết kiệm nhưng mà chắc là... chắn chắc chắn là tôi nghĩ là xu hướng chúng ta phải tính đến chuyện tiết kiệm uh, tiết kiệm nhưng mà vẫn phải bảo đảm được cái um, chất lượng của sản phẩm hàng hóa thì còn một cái xu hướng nữa đó là uh, từng cái nhóm từng cái người từng cái nhóm người tiêu dùng ấy, thì bây giờ là có những cái nét riêng và những cái uh, có những cái cư xử những cái hành vi mua sắm nó cũng rất riêng cái điều này thì đòi hỏi các nhà sản xuất và các nhà phân phối bán lẻ cũng hết sức phải chú ý đó là chúng ta sẽ trước đây đã chú ý rồi bây giờ sẽ phải cần phải nhiều hơn tốt hơn đó là ví dụ chẳng hạn chúng ta xem là cái lực lượng mua sắm mà cũng trẻ nhưng mà chúng ta cũng phải chúng quan tâm đến cái phân khu, cái, cái nhóm những người tiêu dùng trung trung tuổi và tôi muốn nhấn mạnh đến là cái nhóm người tiêu dùng cao tuổi À, trước đây thì chúng ta cũng thường hay hay bỏ qua hoặc là ít quan tâm ừ. nhưng mà chính là người những người tiêu dùng cao tuổi là những là những cái cái xu hướng là họ cũng có những cái xu hướng rất là 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 uh, rất là hiện đại bây giờ đó có thể là tìm hiểu những cái thay đổi mọi người tiêu dùng đều thay đổi Đúng rồi. và cái xu hướng mới nhất sẽ là làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái những cái hệ lụy những cái khó khăn những cái trở ngại của cái đại dịch covid để sống một cái cuộc sống bình an trở lại trong cái môi trường mà chúng ta hay nói là new normal Chắc trạng thái bình thường trạng mới, bình thường mới Đúng và rồi để tiếp tục cuộc sống À, xin được cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều bởi vì đã đến với trường quay ngày hôm nay của chúng tôi để chia sẻ những câu chuyện về thói quen mua sắm cũng như là cách thức tiêu dùng và những cái thứ mà chúng ta có thể có trang bị cho mình trong năm mới 2021 để trở thành những người tiêu dùng thông thái đúng không ạ? Đúng cảm ơn à, tiến sĩ Đinh Thị Mỹ Lan rất là nhiều à, chúc cho bà và gia đình sẽ có một năm mới thật là viên mãn với thật là nhiều sức khỏe và có thêm được nhiều hành trình ý nghĩa trong công việc cũng như là những trải nghiệm thực tế của mình. Tôi xin kính chúc tất cả các quý vị khán giả của VTC 9 một năm mới an lành may mắn hạnh phúc tất cả chúng ta đều trở thành người tiêu dùng thông thái và có một năm trọn vẹn thành công. Xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Mỹ Loan đã dành những lời chúc rất là tốt đẹp dành cho quý vị khán giả. Và các bạn phải nhớ nha, hãy trở thành một người tiêu dùng thông thái bằng cách là trang bị cho mình thêm rất nhiều kỹ năng khi mà mua sắm online và luôn nhớ cái tâm thức phải tiết kiệm trong năm 2021 để có một cái kế hoạch tài chính bền vững hơn và một năm an yên sẽ đến với tất cả mọi người.